Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin trong nước nóng nhất sáng ngày 16 tháng 8 mà chúng tôi vừa cập nhật. Lần đầu tiên Việt Nam có 4 nữ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc chính phủ. Theo báo cáo của chính phủ, tính đến tháng 7 năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 14 trên 30, đạt 46,6%. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ có nữ lãnh đạo chủ chốt là 12 trên 22, đạt 54,5%. Các cơ quan thuộc chính phủ có nữ lãnh đạo chủ chốt là 2 trên 8, đạt 25%. Có 4 nữ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, 11 nữ thứ trưởng và tương đương. Đây là giai đoạn đầu tiên từ năm 1945 đến nay Việt Nam có 4 nữ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Về tỷ lệ Ủy ban Nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, số liệu đầu nhiệm kỳ 2021 đến 2025 theo báo cáo ngày 1 tháng 9 năm 2021 của chính phủ thì cấp tỉnh có 37,70%, cấp huyện 31,77%, cấp xã là 24,94%. 6 tháng năm 2022, tiếp nhận 42 người là nạn nhân bị mua bán trở về. Báo cáo của chính phủ tổng hợp từ các bộ, ngành, địa phương cho thấy tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái, mua bán người trong năm 2021 vẫn diễn ra khá phức tạp tại một số địa phương. Trong đó, Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Công tác Xã hội tiếp nhận 136 vụ bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, trong đó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là 80 vụ. Sơn La có 12 vụ bạo lực, trong đó 10 nạn nhân là nữ. Hòa Bình có 116 vụ bạo lực gia đình, trong đó 88 nạn nhân là nữ. Tuyên Quang đã phát hiện, ghi nhận và điều tra, xử lý 83 vụ trên 76 đối tượng có 83 nạn nhân. Trong đó, bạo lực trong phạm vi gia đình 62 vụ, bạo lực trong phạm vi cộng đồng 1 vụ mại dâm có 2 trẻ em bị lôi kéo, sử dụng vào việc bán dâm, 3 vụ hiếp dâm, 1 vụ giết người nạn nhân là nữ giới và 16 vụ liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Hải Dương xác minh và xử lý được 17 vụ việc xâm hại tình dục đối với người dưới 18 tuổi, 13 vụ bạo lực gia đình. Khánh Hòa có 24 vụ bạo lực, 20 nạn nhân là nữ, 4 nạn nhân là nam. Bà Rịa, Vũng Tàu 32 vụ bạo lực gia đình và 53 vụ, 54 trẻ bị xâm hại. Vĩnh Long có 13 trường hợp phụ nữ bị bạo lực gia đình, trẻ em bị xâm hại tình dục. Gần 70.000 tỷ đồng vốn chưa phân bổ, kiến nghị dành cho đường cao tốc, gồm đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 đến 2025 còn lại chưa phân bổ. Theo đó, tổng mức vốn cho cả giai đoạn đã được Quốc hội phê duyệt là 2,87 triệu tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương là 1,5 triệu tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 1,37 triệu tỷ đồng. Đến nay, số vốn đã phân bổ cho các bộ ngành và địa phương là 2,3 triệu tỷ đồng, vốn phân bổ cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia là 92.057 tỷ đồng. Còn lại 296.719 tỷ đồng chưa phân bổ, trong số này có 159.719 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, riêng vốn ngân sách trung ương trong nước chưa phân bổ là 69.643 tỷ đồng. Chính phủ cho rằng, với số vốn ngân sách trung ương trong nước chưa phân bổ, thứ tự ưu tiên sẽ theo đúng nguyên tắc, định mức phân bổ vốn tại quy định của luật đầu tư công, tập trung cho các dự án quan trọng, cấp thiết, dự án có tác động nhanh đến phát triển kinh tế ngành, lĩnh vực và địa bàn động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, các ngành. Với thứ tự ưu tiên như vậy, số vốn còn lại dự kiến sẽ được phân bổ cho các dự án, chương trình đã được báo cáo trước đó như đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, các dự án ODA do Trung ương quản lý đang làm thủ tục phê duyệt, các dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Một số đường bộ cao tốc do địa phương làm chủ quản dự án đã được bố trí vốn nhưng còn thiếu, có nhu cầu bổ sung để cơ bản hoàn thành giai đoạn 2021-2025. Năm 2040, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam tương đương ngưỡng thu nhập cao. Tại dự thảo quy hoạch tổng thể quốc gia đang được lấy ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai kịch bản cho tốc độ tăng GDP bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 2030 đến 2050. Kịch bản một, kịch bản thấp, thu nhập bình quân đầu người dự báo đến năm 2030 đạt hơn 7.000 đô la Mỹ trên người, đến năm 2040 đạt khoảng 13.000 đô la Mỹ trên người và năm 2050 đạt khoảng 25.000 đô la Mỹ trên người. Bộ đánh giá các điều kiện bên ngoài là ít thuận lợi,
khả năng tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào việc cải thiện các yếu tố nội tại của nền kinh tế. Kịch bản này có khả năng xuất hiện cao hơn do đòi hỏi đẩy mạnh cải cách không nhiều, cơ bản theo xu hướng đã diễn ra trong giai đoạn 2011 đến 2020. Kịch bản 2 kịch bản phấn đấu, tốc độ tăng trưởng GDP dự báo đạt bình quân 6,63% trên năm trong giai đoạn 2021 đến 2025, đạt bình quân 7,48% trên năm trong giai đoạn 2026 đến 2030. Tính chung cả giai đoạn 2021 đến 2030 đạt bình quân 7,05% trên năm. Giai đoạn 2031 đến 2050, tốc độ tăng trưởng có khả năng đạt 7,16% trên năm. Bộ đánh giá khả năng đạt được các yêu cầu này là tương đối cao về tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp, tăng trưởng năng suất lao động. Môi trường kinh tế quốc tế cũng cần có nhiều yếu tố thuận lợi. Trên cơ sở phân tích các yếu tố bối cảnh thế giới và nội tại nền kinh tế, khả năng xảy ra kịch bản 2 cũng khá cao. Về thu nhập bình quân đầu người, dự báo đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ, đến năm 2040 đạt hơn 14.500 đô la Mỹ và năm 2050 đạt khoảng 32.000 đô la Mỹ. Hàng loạt gói du lịch hấp dẫn, vé máy bay khuyến mãi sắp được tung ra tại hội chợ du lịch. Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16, IHCMC 2022. Sự kiện du lịch thường niên năm nay sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, quận 7. Với chủ đề Cùng vững bước, cùng đi lên, IHCMC lần thứ 16 dự kiến thu hút hơn 200 đơn vị triển lãm là các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các công ty lữ hành, các tập đoàn lớn và đại diện cơ quan xúc tiến du lịch nhiều quốc gia, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp từ trên 45 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đường sắt chạy thêm nhiều đoàn tàu dịp mùng 2 tháng 9. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại vào dịp lễ 2 đến 9, ngoài các chuyến tàu đang chạy hàng ngày, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các tàu từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại. Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tàu SE11-12 chạy từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, tàu SQN2 Sài Gòn đi Quy Nhơn chạy các ngày 31 tháng 8, ngày 1 và ngày 2 tháng 9. Tàu SQN1 Quy Nhơn đi Sài Gòn chạy các ngày 1, 3 và ngày 4 tháng 9. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, tàu SNT4, SNT6, SNT8 xuất phát tại ga Sài Gòn các ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Tàu SNT10 xuất phát Sài Gòn ngày 31 tháng 8. Còn chiều Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, tàu SNT3, SNT5, SNT7 xuất phát Nha Trang các ngày 3 và ngày 4 tháng 9. Nếu hành khách tăng cao, công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp lễ. Trong dịp lễ, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vẫn duy trì các chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 đến 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội. Vì sao đơn vị thu phí đậu ô tô lòng đường đề xuất tạm dừng thu? Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu ô tô ở khu vực trung tâm có những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, hiện ứng dụng thu tiền đậu xe hoạt động chưa ổn định, xảy ra nhiều lỗi, chưa nâng cấp thường xuyên. Công ty đã nhiều lần chủ động mời Viettel Thành phố Hồ Chí Minh xử lý các lỗi ứng dụng, cung cấp các thiết bị hỗ trợ. Tuy nhiên, phía đơn vị cung cấp dịch vụ đến nay vẫn không phản hồi, không liên hệ làm việc, cũng như chưa lắp đặt các cảm biến sensor theo như thỏa thuận trong hợp đồng. Trong khi, nhân viên công ty không có thẩm quyền xử phạt hay biện pháp chế tài, xử lý các lỗi vi phạm các lái xe. Việc này dẫn đến tình trạng cãi cọ, đôi co giữa nhân viên thu phí với các lái xe không hợp tác, với các doanh nghiệp chiếm mặt tiền lòng đường để kinh doanh, thậm chí những người dân lâu năm thu tiền đậu ô tô trên khu vực. Xuất phát từ các tồn đọng, hạn chế nêu trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sẽ tạm ngưng thực hiện thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô kể từ ngày 15 tháng 8. Công ty đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố hoàn thiện ứng dụng công nghệ phù hợp, công tác phối hợp xử lý hiện trường hoặc thực hiện phương án đấu thầu nhằm đạt hiệu quả cao. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.